Ê, tao chịu đấm ăn thôi chưa? Thôi thôi. Nó mùa sao vô ra nó sẽ bỏ mà không ai tin. Nhưng giận mà mọi giận. Thứ sẽ trở về với sự hài hước khi kết hợp với chữ núi. À thì ơi, xúc phạm nha. Chó này kêu nó lách hit, nó đánh kìa. Đó. Bố mẹ con xe luôn đó. Đúng không? Đáng ra con đó là tao với mày ăn chung. Nhưng mà tại mặt chó mày cứ ngồi đánh hoài cho nên bố mày không ăn được. Cho nên bố mày ăn luôn. Ok. Rõ ràng là tao kêu lách hit đi thì tao sẽ ăn được con xe đó cho hai. Mày cứ đánh hoài bố mới phải trừng phạt mày chứ. Tao mà tha thứ được. Giết nó đi. Đánh được cái nữa. Trời ơi. Đố mày giết được con chim băng của tao đó. Chào A. Ôi con xe. Đã quá. Ôi. Ăn con xe này xong rồi xuống boss ăn thêm con xe nữa. Trời nó đã. Tôi phải trừng phạt. Đây thêm một cái nữa mới được. Tôi phải ăn con này. Ăn con này xong rồi con này. Đó, tao Vinh vậy đó nha, tự hiểu nha. Đây, để tao ăn xe cho. Đó, hợp lý chưa? Ôi, chó cái sai level 6 quá được. Ừ mày chết đi tao ăn mạng. Ừ tao né. Người nè em, tao không chết. Mày làm gì vậy? Ủa pha đó gì là đẹp. Trời ơi pha đó cứ phải rời sớm xíu nha. Để tao ăn cua cái đã. Ê ê ê. Ôi chết đi bố. Anh nhớ làm clip nha. Mấy khi có một trận anh ăn được nhiều xe như này mặt cười. Cảm ơn Đức nhiều nha em. Kẹt quá luôn. Ấy, ấy. Ừ, đã quá. Nè. Bẹp. 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 Ấy. Trời ơi, tôi làm được cái gì? Hết chiêu rồi má. Cảnh nè lên, đó. Trời ơi. Úp dở vậy. Giúp dở quá trừng phạt con xe được không? Nè, cho con chim băng nhìn mấy cái pha này cái nè. Ui, cứu nó. No. Oh fuck no. Được, nó đẹp. Ôi chó đời đéo rờ luôn kìa, cho ăn con xe cho mày đau lòng mày chơi. Mùa sao vô game sụp bọt mà, cứ nói thiệt mà. Sao mà đua được. Ôi, what the fuck bro.
cất lên. Hay quá. Ôi lát đồ nữa, ôi trưởng chiêu đồ nữa. Đâu kéo đâu nè. Còn đi xin làm gì đi. Ư ừ, hự. Ê mà đã được tiền đúng không? Để tao farm hết chưa? Đây. Đó, trời ơi. Nói cái hoa này xử lý không hợp lý đi. Ơ kìa. Ôi hàng chó. Hai mày làm gì à? Sao mà đỡ được. Trời ơi anh bảy. Anh đánh như thế này thì Gao lại cần anh nữa rồi. Uê, không giết được bảy núi đâu. Ủa nè. Bố mày cố tình rờ hụt, ok. Để quy chúng nhá. Không thích cho Akali thêm tiền. Mày sống. Chè hết tất cả các chiêu thức cho đồng đội luôn. Lấy cái siêu của bạn liền. Rồi, tôi giáp tinh thần đó bạn. Nghĩa tôi sợ bạn à. Cứu tôi với. Trời ơi. Hoặc một cái là chết liền. Sao mà đỡ được. Hù nè, đó, hù nè. Móc dính luôn nè. Thiêu đốt đầu mày luôn. Đó, vậy tôi tự chết luôn. Rồi, nó chết luôn kìa. Rồi miếng chó này. Rồi. Hay. Trời ơi. Ê tôi cản đường đó cho năng anti xe đát. Để tôi cản đường đó. Để tôi cản đường đó anh em. Bẹo đi. Sủa nè. À, chạy đi xe đát. Chạy đi. Ôi sao mày trưởng tao. Bố mày đã cứu mày rồi, mày còn trưởng bố mày nữa. Chiêu. Nè. Ê, Nam Mô A Di Đà Phật. Bồ Tát phù hộ con. Ôi, Bồ Tát bay. Sao nhìn Bồ Tát lạnh giá vậy. Rồi, ngay sau sống. Nè, bẹp. Ừ, để canh rờ. Ấy. Đó. Ui sao mày lại phải giết tao cho bằng được thế. Gọi anh kia bích hổ đu tường liên hồi luôn kìa. Rồi nó hồi sinh hết luôn. Này. Giết luôn. Ơ e đâu sao đi đúp. Thằng này hết rồi. Mới hồi. Đã lên đúp cho nó. Chơi. Hãy. Trời ơi, sao tôi lại đánh con bị kè chiến như thế này. Trời ơi, ông Xuân Huy này ông đánh AD như vậy mà ông đòi vô đánh dự bị cho Gam. Đánh như vậy mà đòi vô dự bị cho Gam. Để coi đam rồi, bây giờ ví dụ đam em mà top 4 trở lên á thì được. Giờ em đánh AD mà sáng sát thương của em top 5 thì sao xong rồi. Rồi ôi, đoán có sai đâu. Đánh AD mà đam như vậy mà đòi vô Gam.